Nào. Tập này là mấy cái thằng anh hùng bán thêm gặp tao là shit đảo. Giờ chúng ta sẽ có quả kèo giữa Scorpio và cả Somehow và Himeno Hara. Vị trí của Scorpio có nghĩa là đang chuẩn bị bắn vào vị trí của Lakate tay. Đúng kiểu mấy ông T đọc tiếng Việt đúng không? Mấy ông T đọc tiếng Việt là không có dấu anh em ạ. Mấy ông T đọc tiếng Việt không có dấu đâu. Đây này, vị trí của Cloud đang cố gắng bắn vào ai đây? Không được rồi, đây là Ayla thì phải, hình như là Ayla chết rồi. Bin Văn là người có mạng của Ayla cơ. Ở đây là Cloud sử dụng cho mình hai khẩu pháo vinh quang. Đồ của Cloud thì trông nó cũng vẫn cùi thôi, nhưng 3 kill người ta vị trí của Cloud rồi. Quang đậu phải nằm xuống. Lâu cây họ đang có tới 9 mạng, trong khi đó thì lúc chỉ có 1 thôi. Ở vị trí của Samuel cũng đã phải nằm xuống rồi. À, vừa cho một viên á vào mồm vị trí của Cloud. Liên tục là mưa tên thôi. Vị trí của A cũng đang cố gắng có cái mạng này. Không được rồi, cái người có mạng ở đây chính là vị trí của Somehow. Reset phải nằm xuống. Reset không biết đã đổi khiên hay chưa nữa. Nhưng mà có vẻ như là không được rồi. A đâu rồi? BC DF GH đi KLMN đâu rồi? Vị trí của Bin Văn hình như đang lóc lóp sang hẳn phía nhà của team xanh. Bây giờ bắt được vị trí của Quang Đậu rồi. Vâng, Quang có đậu được không? Quang có đậu đại học không đây? Khi mà Scope có mạng của Ayla, hình như là một pha crit. Vâng, một pha crit của Scope dẫn tới đối thủ. Ui, bắn sóng âm mạng. Wow, Scope anh ơi, 75 máu ơi. Không được rồi. Từ từ thôi. Từ từ lại, đây rồi. Ui trời ơi, mọi người thấy Scope chưa? Ném quả bom xong phải giây sau nó mới bay lên. Scope phải chất nha, người Mỹ trầm lặng nha. Silent American luôn. Silent American Scorpio, chúng ta đang bắt được vị trí của A rồi. Ui trời, hơi lag tí. Không sao. Scorpio đang bắt được ai đây? Scorpio đang, người ta chả đi lâu lắm rồi ông Scorpio mới bắt đầu nhìn vào đấy. Vị trí của, quên chưa cho màn hình to, anh em đợi xíu để cho màn hình to lên đã nhá. Đây rồi, và bây giờ vị trí của Quang Đậu. Quang Đậu đang cố gắng nhưng không được rồi. Quang Đậu ơi, Quang Đậu sử dụng X3 luôn, nhưng mà team bạn thì quá trâu. 25 năm rồi. Cái trận đấu này là cái trận đấu nó hơi nghiêng về lâu ở cây một chút. Khi mà lâu ở cây họ liên tiếp có mạng và họ không hề fit tí nào. Đấy, trong cái đó thì team xanh họ cứ chết liên tục thôi. Chất nhất là vị trí của ông Chido này. Không hiểu ông Chido này là ông nào nha, bắn chả thấy bao giờ đâu. Lần này vào Chido fit có vẻ hơi nhiều nha. Trận nào cũng thấy Chido fit là phải giữ vị trí chứ. Chơi game phải giữ vị trí một tìm chứ. Cũng fit này làm sao mà tìm gánh được đây. Là cái tê tài sử dụng cho mình cái nỏ. Vâng, lại là nỏ viễn trinh thôi. Nhưng mà làm sao mà nhanh bằng cái nỏ tôm ngày xưa được. Nhờ anh em được cái nỏ tôm ngày xưa thì thôi, chấm hết luôn đấy. Giờ có nỏ tôm vào đây bắn như AK. Bắn rắp như một cậu AK. Không được rồi, vị trí của Serunup đang một mình quẩy giữa cả ba thành viên bên phía team cơ. Scorp ở đâu đó đây? Scorp ở giữa bắn ra chết luôn. Nào quang đậu không được rồi. Vị trí của Scorp không hề bắt được Quang Động. Bây giờ Scorp đang cố gắng nhảy đi sửa đói này. Trông nó hơi robot một tí. Không sao cả, Mr. Robot. Đây này, ấy nhìn thấy chưa? Ui. Vị trí của Scorp bắn đúng chất luôn. Bây giờ Somehow. Vâng, rất nghe nó cứ vần với lại Somehow thì phải. Nào, Scorp đang bị đập rồi. Scorp đang bị đập bởi Shizu Noob. Nhưng mà Scorp làm sao mà chết được? Đầy máu nhanh lắm. Thảo mơ. Vâng. Nào, Scorp không được rồi. Thảo cũng còn là cô gái mộng mơ. Thảo đã phải chết rồi. Chỉ có Quang Động cũng phải nằm xuống. Hiệp có double kill. Hiệp đâu rồi? Hiệp ơi, chip một kill quay công đây, chip một kill dành cho Hiệp rồi, 8 mạng liên tục. Nào, còn đợi một tí nữa sẽ có 10 tên, một tí nữa thôi là sẽ có 10 tên nha. Đang hơi khó chịu một chút đúng không các bạn, hình như là bị lag rồi đúng không? Nhưng không sao cả, thôi. Thôi các bạn ơi, Hiệp vẫn đang bắn mà, Hiệp vẫn đang bắn liên tục đây. Các bạn làm sao được, các bạn vào kèo đi.
Team này hỏng rồi. Ayla sấy cái gì đấy? Ayla ra sấy dòng chạy này. Thảo mơ vâng. Không được rồi, Thảo ơi. Cô giáo Thảo của chúng ta. Cô giáo Thảo mượn tên cái gì thế này? Hỏng rồi. Thảo mơ phải lùi lại. Ôi trời. Có pha sử dụng cánh là hơi quê. Hơi country girl một tí, không sao cả. Country girl của chúng ta lại có mạng tiếp rồi. Vị trí của A. Vâng, bây giờ lại là một pha mưa tên. Có khi mưa tên là trúng này. Này, trúng luôn vị trí của Siru Noob. Siru Noob đang cố gắng đẩy lên với khẩu. Không, chính xác hơn là với cái khiên tăng hận bích lũy này thì sẽ hơi khó. Siru của chúng ta. Cả hai, vâng. Chính xác là bên lower cây họ chơi cái map này. Họ chơi tới hai pháo thủ súng máy. Thì thực sự để mà nói là nó gọi là quá lợi luôn rồi. Nhất là hai ông này lại còn chơi pháo thủ súng máy suốt ngày thôi chứ. Bên kia là chỉ có Ayla thôi, bên kia chỉ có Ayla chơi pháo thủ súng máy nhiều thôi. Chứ còn Quang Đậu này ít này, Quang Đậu này. Đấy, Quang Đậu bây giờ cũng có súng máy hắc ám có 13 tả ghê tả. Oh my god. Không sao, là KT Đậu gánh được, máy mình cũng bắt đầu lag rồi mọi người. Máy mình cũng bắt đầu lag lắm rồi đấy. Mấy ngoài bắn lag cả máy mình đây rồi. Quang Đậu đang bị quay, Quang Đậu một mình đang bị bốn người bắn, Quang Đậu sắp phải nằm xuống rồi, vẫn chưa. Lượng máu của Quang Đậu vẫn là đủ. Vâng, vẫn còn mình đồng ra sắt cơ mà. Còn ai ta? Còn Chọc. Đây rồi. Đây là lần này Chọc về 4-3 này. Chọc không thể hiện được nhiều rồi. Chọc bắn kiểu phong độ nào nhỉ? Ok. Sao Chọc này với Chọc lúc này nó khác nhau đây? Thằng ơi. Có khi là Chọc lúc nãy sử dụng chất kích thích rồi. Đây rồi, double kill dành cho vị trí của Chọc. Có triple kill hay không đây? Chọc đang cố gắng đẩy trong phía cánh bên trái. Nhìn thấy Samuel sắp chết rồi. Samuel. Ơ cậu. Trời ơi. Đây rồi, Samuel phải nằm xuống rồi. Vị trí của LKT tài đẩy ra nhưng mà sang phía bên kia thì làm gì còn ai. Chọc bây giờ đi đâu đây? Ơ. Dùng sư để định vào rừng đi tù à? Nào, Chọc bây giờ bắt được vị trí của A. Bắt vị trí của LKT đang hoạt động không được rồi. Vị trí của Chọc phải lùi về thôi. Trong khi đó thì Ayla đang hơi yếu máu một chút. Ayla đang cố gắng dí vào đây. Đó vị trí của Thảo Mơ. Cô gái nhà bán rượu mơ ở đây chúng ta. À cũng phải chết chúng ta scope rồi. Trong khi đó thì Bin Văn từ đấy giờ vẫn chưa được spec vào nhiều. Bin Văn có thiết đế giả cơ mà. Bin Văn đây rồi. Bin Văn đang búa mai quay cuồng trông rất là audition. Bin Văn đã có vừa pha bắn thiết đế giả vào ai đây. Bin Văn lại đơ rồi. Ôi Bin Văn lại bị bật rồi. Hay quá lượm ơi. Bây giờ cứ thấy Bin Văn ở đâu mình spec ở đây tao nó bị bật ra. Tuyệt vời luôn Bin Văn ơi. Vị trí của scope đây rồi. Scope đang bị quê. Chạy được rồi. Sẽ là chạy thành công thôi. Scope có vẻ như là từ nãy giờ cứ đứng một chỗ bắn thôi. Đứng ở chỗ ở giữa bắn ấy. Xong là bị quê nó là chạy. Đúng không? Đấy, team xanh họ phải bắt được cái bài này. Họ không bắt được cái bài này thì hơi khó nhá. Hơi khó để thắng. Nhưng mà A bây giờ hơi khó rồi. A đang bị sên đập liên tiếp vào mặt. Nào. A. Ui giời, A không nhìn thấy ha. Vị trí của A đang cố gắng bắn. Có mưa tên không? Mưa tên gì đấy? Rồi không được rồi. A phải chạy đi thôi. Đứng ở đây sẽ chết. Đứng ở đây một lúc là chết. Xong rồi, A chết rồi. A chết rồi lượm ơi. Hơi khó cho A. Vị trí của Ayla. Còn rất nhiều A cái tên. Ayla rồi. A. Cái gì. Mấy người đặt tên có tí ấy đi. Nào, Ayla đây rồi. Ayla của chúng ta đang bắt đầu dí từ đằng sau Claw. Cố gắng dí từ đằng sau nhưng không. Đây là một tình huống mà chơi truy xăm. Ông này móc đít ông kia và lại có thêm cả một ông kia móc đít ông này nữa. Vậy là vị trí của Ayla sẽ là người phải nằm xuống. Một pha thông ba không được. Một pha thông ba. Còn giết người Ayla. Vị trí Bin Văn có double kill rồi. Bin Văn đâu rồi? Nó cứ lạc ở gì ta? Reset đang cố gắng lao lên. Reset có cánh đang cố gắng cầm chổi đi quét nhà. Nào, có quét được nhà không? Có làm việc không? Có quét nhà không? Không quét nhà này rồi. Nào. Reset này cầm cái khiên ở trông chán đời thực sự luôn ấy. Mình đổi Uranium ra cái khiên này mình dùng rồi, mình cũng biết rồi. Trông cứ chán ra đây rồi. Ôi kìa. Mưa tên rồi, tầm này sẽ là một pha mưa tên không? Không hề mưa tên mà là một pha chạy đi. Nào, huyền thoại chi đô của chúng ta 3 chết 13 là KT tài 1 chết 10, thật là tuyệt vời. Vâng.
Trong khi đó thì Himeno Hara cũng 4/13 rồi. Cái team xanh này họ không biết bọc lót cho nhau thì phải. Đây rồi, thằng Binvan đây rồi. Binvan lại chết rồi. Spike vào vị trí của Binvan ngay. Nhanh, sắp bị bật ra rồi. Đây rồi, Spike một lúc lại bị bật ra mà. Anh em giữa. Theo Binvan một lúc lại bị bật ra hơn thôi. Nào Binvan ơi, bật nào. Có bật không? Binvan cố gắng răng lao vào phía cánh phải. Vâng, cánh phải còn C nữa mà. Team xanh họ không biết được điều này. Không hề biết được điều này rồi, Sen ơi. Nào, có ai nữa đây? Hiệp và Sen đang quẩy ở phía bên phải. Quang Đậu sẽ phải chết thôi. Quang Đậu không thể nào sống sót được. 98 rồi. Chuẩn bị 99 này. 99 đâu rồi? 99 của chúng ta đâu rồi? 99. Và không được rồi. Và đâu? Ai sắp chết rồi? Đây, A chết rồi. Vị trí của Chọc là người có mạng của A. Vâng, lại game nữa nghiêng vào bên phía lâu ở cây. Vậy là chúng ta sẽ có cái tên God và lâu ở cây sẽ là team được đi tiếp rồi mọi người ạ.